Yo. Khủng rồi, thằng khủng lên kìa. Đó. Quýt mọi người ơi. Đây. Đã chưa? Đó. Đây là anh em chiên cái bắp lương nha mọi người. Vâng, chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của Lê Trung nha mọi người. Bữa nay anh em của Lê Trung tiếp tục kích cá. Kích cá kích lương mọi người. Nay cô Dực đây cắt lúa xong hết. Mấy cái máng nước cũng khô khô vì kích có lương không. Kiếm bẫy mới mồi. Ê. Dạ. Hang nó giật dữ rồi Thanh. Phải không hay cua. Lương mọi người, đừng còn lương. Có lấy. Nãy con cá gì chạy dưới cái mương. Cá phi. Mới xuống một hàng đừng con lương. Sửa cấp lại. Hôm nay anh em lại tiếp tục đi con 10D nha mọi người. Anh em của Lê Trung thì chỉ đi mấy cục nhỏ nhỏ thôi mọi người, chứ không có xài mấy cục lớn lớn. Chỉ đi mấy cục cơ thôi. Yeah. Chưa đi. Ớt nè. Con quá trời. Hai con nhỏ. Chúc. Bà. Có đâu. Không có nữa. Gì? Lương nhỉ. Nghe cái ốc. Không có hang luôn hả? Không có như cái ọc những năm thứ ba. Đây, hàng khủng. Vô. Lên đuôi. Được không? Để cũng được. Kiếm mồi nhậu không mà. Lên rồi đó mày. Ê, lên chưa? Tao giật nước xuống nữa kìa. Ê, còn mấy? Con giật. Đó. Cua à? Trời ơi. Cua mọi người.
ở đây có không? Ui được, cái này cũng được rồi. Nè, đây mà nắp đây. Đây, giật này. Đó. Có giật nữa kìa. Nè, lá ấy đó đi. Nó mài quá cho mài quá. Nó mài nó đâu trời. Mà hình như cái vật nó đi đâu ta? Được con. Mà chỗ đó mà mọi chỗ không đụng ha. Mà quá trời mà luôn. Đó. Đó, vật đó. Chị trời. Lục nghề đó nè. Rồi gì mấy hàng giật bực 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 luôn mà mỏng được trời. Lục nghề. Ôi, ôi, quá trời cái hàng vậy giật nước vậy nè. Nó đỉnh trời. Quá trời mà luôn thôi nuôi. Thôi mày mò đi. Con. Mà là đất sình mà đi lắp đấy. Được không? Dùng đi. Cái này là làm lẩu là quýt rồi. Có một số anh em có hỏi là cách kích lương mọi người. Phan. Như cái hàng như thế này nè. Đây là cái hang lương nè mọi người. Để chích mình thấy nó giật giật nước á. Đó. Mọi người thấy mấy mực nước nó giật giật á. Là nó có ở dưới. Mà cũng hên xui lắm nha mọi người. Ê, mà quá thì mà. Mà kiểu như là nhiều khi nó cũng có hang cua đồ. Để mình mò thì nhiều khi nó giật nước như vậy á. Mình đâu có biết chắc được. Vô bờ luôn. Quá trời luôn. Những cái hang này là thấy mò là thấy tức lớn rồi đó. Tại nhiều khi nó ăn sâu quá nó mình mò xuống nó bị lạc ngách rồi. Đó, thấy không? Sống luôn nha, sống luôn nha. Đó, dục luôn. À, nói con này mới bắt mọi người. Mình thấy cái hang cái mình chích nó cái nó như mấy miệng khô vậy á. Một là nó giật còn nó có nước như vậy nè. Là nó sẽ giật, có nó sẽ giật. Rút kìa, nước nó rút xuống. Dạ. Đó, thấy không? Giật nước. Như cái hàng nó có nước là nó sẽ giật cái mặt nước. Qua rồi nó giật kìa. Nước làm hàng nào luôn. Nó sẽ giật cái mặt nước trong hàng mọi người. Nè, đây nó giật nữa nè. Còn cái hàng nào nó không có thì nó không giật. Còn cái hàng khô luôn á, cái hàng mà nó không có nước là nó sẽ con lươn nó chết, nó sẽ bộ, nó sẽ cái màng của nó sẽ kêu bọc kìa. Còn có nước thì nó giật mực nước. Hàng nữa kia nó giật. Nó giật từ lưa hết trơn luôn, không biết chỗ nào. Giờ không biết lương nằm đâu. Mà nó quá nguyên bộ mà quá dữ. Giật lên tới đó luôn. Đó. Mọi người thấy không? Nó giật vậy là có mọi người. Đây nó có mấy cái mạ ngon quá trời. Mà khô. Đó, cái mạ mà. Không có. Ở sâu. Đó. Đưa xuống mà chích mà giật càng mạnh là một là lương lớn, còn hai là lương nó nằm tại miệng. Còn mà mình đưa xuống mình chích á mà nó giật nhịp nhẹ 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 là lương nhỏ. Lương nhỏ với cái nữa là nó nằm ở sâu á.
Đó, cá lóc con hết biết. À, mọi người nha, như thế này nó giật nè, mọi người thấy nè, ngay chỗ ngón tay đó, nó giật này đó. Con này chắc lớn nha. Đó, nó giật đó, mọi người thấy không nè, mặt nước nó giật đó. Đấy hả? Đây nè mọi người, không, cũng không lớn. Tại con mày nó nằm tại miệng, nó giật mạnh mọi người, không được bị. Ok nào, đó con còn nữa mọi người. Ở dưới này cái còn dài nhỏ cục lên. À, nói chung thì anh em của Lê Chung thì biết sao chia sẻ mọi người vậy nha. Tại cũng có rất là nhiều anh em cô chú hỏi thăm, cái hỏi mình cái cách kích á. Thì anh em biết sao anh em chia sẻ như vậy. Đó giật nữa. Nằm dưới cái bao. Còn nếu mà mình kích ở dưới mấy cái bệ cỏ nhiều á mọi người, ở dưới mấy cái bệ cỏ nhiều á thì nó sẽ lên tim bự bự vậy. Mà thường đi kích cái đó thì gặp bắt lươn bự nhiều, tại lươn bự nó mới lên tim mạnh, nó mới lên tim mình mới thấy. Còn lươn nhỏ nó ở dưới bệ dưới ấy đó, nó lên tim nhỏ, cho nên là mình khó thấy lắm. Có dưới bệ rồi mình bắt được lươn lớn, còn đi bắt khô vậy là thường là bắt được lươn nhỏ. À, nguyên cái bệ chỗ này nè, thấy chưa? Hàng này nó ăn vô bờ lớn chứ bắt được không? Được không? Có hả? Có mà không biết bắt được không nhưng mà nên thành là bự lắm. Khủng rồi, hàng khủng lên rồi. Đó. Thằng quýt mọi người ơi. Đây. Đã chưa? Đó, cái này là anh em chiên đi bắt lươn nha mọi người. Không có bắt cá. Rồi. Còn nữa đây, hàng này biết có không đây. Vậy? Hàng này mà lắp luôn hả nhỉ? Cái bờ hả nhỉ? Ủa? Cái gì? Nó giật mạnh lắm mày. Cái gì? Chuyển đi xuống dưới luôn, sâu, xuống sâu. Đúng không? Ủa, nó sâu dưới hả? Kìa, kìa lắm mà. Hàng này nằm sâu quá rồi. Có hàng nào cho bờ không? Chuyện có hàng cho bờ đó. Không đụng quá. Chết không? Cá gì nữa đây? Cá gì đây? Được luôn, chết luôn. Chuyện cá phi, chắc cá phi, phi mới chạy. Cá phi rồi. Răng tuôn. Thời anh quậy, anh dính lưới cái anh quậy cái hang kìa. Dính lưới, bỏ chỗ này lại luôn đi, có lưới nó không ra. Quá trời cái mà. Đây luôn rồi mày. Gì? Đâu rồi? Nhỏ. Không, cái đó mà nó còn lớn lớn đó. Mà nó giật. Mà nó giật dữ lắm mà. Mà đi. Ôi da. Cro. Cua ông nội ơi. Cro. Cái mấy cái mà gì không có lương trời.
Có nước không chung, cái mài nè. Nè. Mài nè. Có nước không? Không, khô. Khô hả? Ừ. Má luôn này có nè. Có ốc luôn hả? Mài nước, mà nó ăn ra mài nước, nằm ngoài đó. Má nó rút cái ốc luôn. Mày bắt đi. Tao bắt sợ không im. Má. Quá được cái đường này. Đường này hôm nay hổm là tao làm 4 5 con nửa ký không á. Trên nó nằm dưới. Nó ngớp một cái ốc luôn. Ủa sao nó xíu vậy? Còn bự hơn nữa. Còn bự hơn nữa chứ. Kêu tiếng bự lắm mà. Nó đầu kêu tiếng bự vậy. Bự luôn hay gì rồi. Bự không? Nhỏ. Ờ, cũng được. Thấy làm quá quá ấy, tưởng nó bự. Nó rút. Đâu không có. Đó. Chích phát hai con. Đó. Quá trời mà nó láng bọn á. Gì đâu. Gì? Mệt. Đó. Để ngoài. Quá mệt. Ê. Đã quá mệt. Bự nữa mọi người. Xẹt mấy anh em mà là chích cái là lưng cứng đơ nè. Bỏ vô y như khúc củi. Nữa vô. Nhỏ. Ê, được con đó mọi người. Nãy giờ cũng khá bộn mọi người. Nó giật mà nó biết con gì. Ếch. Ừ, lương nữa. Còn không? Còn. Phải chết thêm cái nữa. Có gì? Ếch không được. Rồi, bỏ đi em ơi. Lòng bự lắm gì? Đây, nước còn lươn nè. Lấy. Ai. Chết rồi. Còn nữa mọi người. Ô chạy nữa. Con nhỏ. Kìa chết rồi. Bên kia kìa, bên kia kìa. Cái giọng luôn hay là xì nước luôn mọi người. Sao? Chích xuống một cái xì nước. Quá lớn. Con này chắc trọng. Thì nước mạnh lắm mà đã một tải cái
Kỳ vậy? Không có hang vô hang đâu, tại sao? Không có hang. Vô qua luôn hả? Con này bự mày. Độ mẹ con này mà không bự được con này. Cái hang dữ lắm hả? Chích lại cái này. Quá trời cái hang luôn. Không cua ta. Đó nguyên cái bọng luôn. Nguyên cái bọng luôn hả? Đó khi nào hang rắn không trời. Đó rút lên trên luôn hả? Đó cái hang rút lên trên luôn. Ồ nó lên trên luôn á. Thấy ướt nhẹp luôn. Hàng rút lên trên luôn. Hàng này khó ăn, muốn bể bề đất. Nổi. Hàng xuống không? Không. Hàng xuống không? Hàng lên. Nó rút lên trên luôn rồi. Nó xì nước cũng bịt nữa. Nó thằng này chắc đáng trung mày. Hả? Không. Lương. Lương hả? Cái bọng chỗ này. Bọng. Ừ. Nổi đi. Đó, đừng con lưng đúng rồi. Cái hầm dày mà không có lưng bự. Lưng nữa hay vậy? Chục cống á, lưng đó chục cống. Cá rô thì thôi. Cá rô thì thôi. Rồi, đây là thành quả của hai anh em đi bữa nay mọi người. Đây, bữa nay thì hết bệnh luôn rồi. Anh em đi cũng chúc sớm hả? Được mới nè, đủ cái lẩu. Đã rồi, chứ hầm mình không rồi hả? Đi vòng vòng nãy giờ. Đây, cái này làm lẩu được chưa? Nó lẩu ngày mai được rồi. Quá em. Ok rồi. Như lương nó bán bộn tiền đó. Như đây là bộn tiền á. Con vô cỡ, hai con vô cỡ á. Hai con vô cỡ nè. Hết bình đó chứ còn bình là còn nữa. Tại bình này sáng đi hết chập rồi. Rồi thành quả bữa nay thì được như đây mọi người. Chúc mọi người xem video vui vẻ nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.